Azuki thu về hàng triệu đô la trong cuộc đấu giá NFT mới. Chirulab, công ty đứng sau bộ sưu tập NFT phổ biến Azuki, được cho là đã tổ chức thành công phiên đấu giá cho 8 chiếc ván trượt NFT vật lý được mạ vàng 24 carat, thu về hơn 2,5 triệu đô la Ethereum. Theo đó, người trả giá cao nhất đã chi hơn 400.000 đô la cho một trong những ván trượt NFT và 260.000 đô la là giá thầu thành công thấp nhất. Tính độc đáo của những chiếc ván trượt NFT này được đảm bảo thông qua một con chip vật lý được gắn bên trong chúng. Con chip này có thể được quét bởi điện thoại thông minh để xác minh quyền sở hữu. Azuki được biết đến là bộ sưu tập NFT hàng đầu trên OpenSea, xếp thứ 5 với giá trị tích lũy là 174 Ethereum. Phiên đấu giá mới nhất được cho là đã đánh bại bộ sưu tập cùng tên của Chirulab về mặt giá trị. Tốc độ băm của Bitcoin tiếp tục lập đỉnh. Theo dữ liệu được cung cấp bởi công ty phân tích tiền điện tử CryptoQuant, tốc độ băm của Bitcoin tiếp tục đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này cho thấy mạng đã đạt đến độ bảo mật cao nhất. Mặc dù thực tế, giá của Bitcoin đã liên tục lao dốc trong năm 2022. Bên cạnh đó, việc tỷ lệ băm ngày càng tăng khiến các hacker khó thực hiện các cuộc tấn công 51% để khai thác công nghệ của mạng, cũng như thực hiện tái tổ chức blockchain. Theo Crypto51.app, chi phí thực hiện một cuộc tấn công 51% chỉ trong một giờ hiện đang ở mức 772.364 đô la. Gần đây, độ khó khai thác của Bitcoin cũng đạt mức cao mới, gây thêm áp lực lên những thợ đào đang gặp khó khăn khi chứng kiến lợi nhuận ngày càng giảm dần. Giá Bitcoin hiện đang giao dịch tại 19.468 đô la vào 7 giờ 40 sáng nay, tăng 1,48% trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Người dùng hoang mang sau thông báo ngừng dịch vụ của Freeway. Nền tảng đầu tư tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ, Freeway đã đột ngột tạm dừng các dịch vụ vào Chủ nhật, khiến mã thông báo gốc của nền tảng nhanh chóng lao dốc mạnh mẽ. Trong một thông báo trên kênh Twitter chính thức, Freeway cho biết họ phải tạm dừng và update lại các dịch vụ của mình nhằm đa dạng hóa cơ sở tài sản và quản lý khả năng tiếp xúc với các biến động của thị trường trong tương lai, đảm bảo tính lâu dài cũng như lợi nhuận của hệ sinh thái. Nhiều người trong cộng đồng Freeway trên Telegram đã bày tỏ sự hoang mang khi không nắm rõ bản chất của tình hình. Sau tin tức, mã thông báo gốc FTW đã lao dốc mạnh mẽ, giảm gần 80% trong 24 giờ qua và hiện đang giao dịch tại 0,0014 đô la vào 8 giờ 30 sáng nay, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Bitcoin vượt mặt chứng khoán trở thành tài sản bứt phá trong quý 3. Ngành công nghiệp tiền điện tử đã chứng kiến sự phục hồi nhẹ trong quý 3 sau khi lao dốc đáng kể giữa bối cảnh thị trường biến động trong nửa đầu năm 2022. Theo báo cáo hàng quý mới nhất được công bố bởi CoinGecko, vốn hóa thị trường tiền điện tử tổng thể đã tăng khoảng 100 tỷ đô la, tương đương 6,5% trong quý 3 so với quý 2 năm 2022. Mặc dù có một quý 3 không mấy ổn định, song Bitcoin vẫn vượt trội hơn các loại tài sản khác, ngoại trừ chỉ số đô la Mỹ. Trong khi giá Bitcoin giảm song song với chứng khoán Mỹ, tài sản kỹ thuật số này đã nhanh chóng phục hồi so với thị trường chứng khoán và kết thúc quý 3 với mức giá chỉ thay đổi âm 1%. Bên cạnh đó, báo cáo cũng tiết lộ rằng thị trường stablecoin đã ghi nhận hiệu suất kém trong quý 3 với vốn hóa thị trường của 15 stablecoin hàng đầu, giảm khoảng 4,7 tỷ đô la, tương đương 3% so với quý trước. NFT có lẽ là thị trường ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng nhất trong quý vừa qua, khi giảm tới 77,4%, mức thấp nhất mọi thời đại vào năm 2022. Ông chủ FTX bác bỏ cáo buộc chơi xấu Cardano. Người đứng đầu sàn giao dịch tiền điện tử FTX, Sam Bankman-Fried đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của cộng đồng Cardano về việc sàn giao dịch của ông sẽ không niêm yết mã thông báo gốc ADA vì coi Cardano là một mối đe dọa. Trong một tweet gần đây, Bankman-Fried đã cho biết việc thêm một cặp ADA giao ngay đã nằm trong lộ trình của sàn giao dịch, đồng thời cũng lưu ý rằng FTX đang cung cấp các hợp đồng tương lai vĩnh viễn gắn với ADA cho người dùng quốc tế. Bên cạnh đó, sàn giao dịch cũng cho phép người dùng giao dịch ADA Pool có lợi nhuận tương ứng với lợi nhuận hàng ngày gấp 3 lần tiền điện tử. Do đó, việc cộng đồng Cardano chỉ trích và cho rằng FTX không hỗ trợ ADA là không đúng sự thật. Vẫn chưa rõ thời gian cụ thể mà FTX sẽ bổ sung hỗ trợ cho giao dịch giao ngay ADA. Nhưng phía Bankman-Fried khẳng định rằng sàn giao dịch của ông hiện có trên xác thực Cardano, phân tích cú pháp tốt để gửi và rút tiền.
giá của ADR đang giao dịch tại 0,36 đô la vào 9 giờ sáng nay, tăng 1,76% trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Sau đây, mời các bạn cùng đến với chuyên mục Có thể bạn chưa biết. Tether USDT là gì? USDT là một stablecoin, tiền điện tử có giá trị ổn định, được gắn với giá của đô la Mỹ, được phát hành bởi công ty Tether có trụ sở tại Hồng Kông. Sự cố định của mã thông báo với USD được thực hiện thông qua việc duy trì một số tiền thương phiếu, tiền gửi ủy thác, tiền mặt, các kỳ phiếu dự trữ và tín phiếu kho bạc trong các khoản dự trữ có giá trị bằng USD với số USDT đang lưu hành. Ban đầu được ra mắt vào tháng 7 năm 2014 với tên gọi Realcoin, một mã thông báo tiền điện tử Layer 2 được xây dựng trên blockchain của Bitcoin thông qua việc sử dụng nền tảng Omni. Sau đó, nó được đổi tên thành US Tether và cuối cùng là USDT. Ngoài Bitcoin, USDT sau đó đã được cập nhật để hoạt động trên các blockchain như Ethereum, EOS, Tron, Algorand và OMG. Sứ mệnh đã nêu của USDT là kết hợp tính chất không hạn chế của tiền điện tử, có thể được gửi giữa những người dùng mà không cần bên trung gian thứ ba đáng tin cậy, với giá trị ổn định của đô la Mỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin trưa của CryptoLeaksVN. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. CryptoLeaksVN xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.